chùa Phước Duyên. Các bạn thấy Nam Mô A Di Đà Phật, một cái tượng đá, một cái bức đá nằm ngay trước chùa. Đây là con đường đi vào chùa đây cả nhà. Các bạn thấy cánh đồng lúa, ruộng lúa ở hai bên rất là đẹp luôn. Sở dĩ mình chọn cái khung thời gian này để đi quay cho quý vị và các bạn xem là không giờ vào 4 giờ chiều cả nhà. Thì cũng trời vẫn còn nắng đẹp, đồng thời cũng không nắng gắt vào buổi trưa. Các bạn thấy đoạn đường này là một trong những đoạn đường rất là ngắn thôi, nhưng mà khá là thú vị. Các bạn còn thấy một số ngôi mộ và những cái câu đấy. Đây có ông bố dẫn con ra thả diều. Con đường đi vào chùa Phước Duyên, đối với mọi người không biết cảm nhận thế nào, nhưng đối với mình trông rất là đẹp. Có một số người đang làm mộ trọc, vui lòng xin đừng đổ đất cát sẵn tại khu vực này. Một chùa Phước Duyên này cả nhà. Đây là khu vực phía trước chùa Phước Duyên này, gọi là cửa tuệ. Mái chùa được che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ngày chùa có mấy trẻ em vào đá bóng à con? Dạ. À, hôm nay con không đi học hả? Dạ. Mới đi học về hả? Là con học trường nào, trường Hương Long hả? Ủa, chú quay làm chi là chú? À, chú quay đăng lên YouTube. Kênh chú tên chi là chú? Kênh chú là Trần Bình Official. Trần Bình Official. À. Ok, ừ. Chú về kia. À, đằng kia. Ờ. À? À. Con về hả? Dạ. Đây là ngôi chùa nằm ở địa chỉ số 8 trên 60 Phạm Tu cả nhà. Giờ chúng ta sẽ đi vào cả nhà. Trong đó có những cái chậu mai. Khác với những ngôi chùa khác thì chùa Phước Duyên là có một cái kiến trúc hết sức là lạ mắt, độc đáo. Chúng ta thấy có cầu thang ở giữa, ngay chính giữa sân chùa đi lên. Đây, trong chùa đang làm lễ. Trước mặt quý vị các bạn, đây là thiền đường Tịnh Nhân các bạn nhé. Bình xin được mến chào cả nhà nhé. Hôm nay Bình đang có mặt tại sân chùa Phước Duyên. Ở sau lưng Bình là miếu thờ âm linh cả nhà, miếu thờ âm linh làng An Ninh Thượng, An Ninh Hạ. Và hôm nay Bình sẽ đi vào khu vực hòn Nông Bộ, một cái bể cá hết sức là an lành, an nhiên. Khu vực bể cá này thì mình đã từng vào quay cho quý vị các bạn xem rồi, nhưng hôm nay mình ghé lại và vào một buổi chiều hết sức là mát mẻ. Đấy, các bạn thấy ở dưới rất là nhiều cá luôn này. Bên cạnh cái hồ nông bộ và cái bể cá ở đây thì các bạn thấy kiến trúc của chùa vào một buổi chiều. Còn phía dưới đây là đây, bể cá đấy. Mình thấy khu vực của chùa Phước Duyên ở đây thì khu vực này có thể các bạn xem. Các
mùa thu thì màu lá của các cái cây ở đây nó cũng đổi màu. Ở đây có hai con cá to. Đây là một cái dãy nhà, một cái dãy 3 tầng. Đây là khuôn viên chùa. Con chào thầy. Ở đây lá khô rụng xuống. Cái này mùa thu lá rụng nhiều quá thầy ạ. À, một năm là rụng 2 kỳ đúng không ạ thầy? Dạ. Dạ. À, cây này gọi là cây gì ạ thầy ạ? À, à, dạ. Cái này có cái hoa hay là cái lá, cái trái gì nó ra cũng rất là đẹp hả thầy ạ? À, giống như trái dừa hả? Dạ. À, đây này. Cái vỏ giống như cái vỏ dừa. Ở đây các bạn này. Nó rơi xuống này. Nó có ít trái to thôi nhưng mà có mấy cái trái hoa nhỏ cái như thế này hoa hay sao? Đặc biệt thì lá rơi xuống rất là nhiều luôn mọi người. Lá rơi xuống gần hết cây luôn. Các bạn xem kiến trúc của chùa. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Một chiều vào mùa hè, mùa thu sắp hết mùa hè rồi cả nhà. Vậy là ngày nay là ngày 15 tháng 8. Vậy là còn vài ngày nữa thôi là học sinh sẽ quay trở lại trường. Trở lại trường để đi học. Và mình vừa mời quý vị và các bạn vào tham quan chùa Phước Duyên. Và đây là một con đường đi qua sau chùa Linh Mục cả nhà. Đấy. Đó là một con đường rất là ngắn để qua chùa Linh Mục. Và đi qua một cái con đường ở đây rất là nhiều ngôi mộ. Thì mình có một số lần đi qua đây, qua những cái ngôi mộ này. Mình có một số lần có việc gửi hàng từ miền Nam ra cả nhà. Chính xác là gửi dừa từ Bến Tre ra đường tránh thành phố Huế. Thì mình cũng chạy lên con đường này để lên Hương Hồ, sau đó ra đường tránh cây xăng 24 để nhận dừa vào lúc từ 0 giờ 12 giờ 1 giờ 12 giờ đêm cả nhà. 12 giờ đêm đi qua không được thì mình cũng thấy hơi run sợ một chút xíu. Đó, các bạn thấy đây toàn là ngôi mộ cả nhà. À, mình hơi sợ. 1 giờ rồi 2 giờ 3 giờ toàn 0 giờ sớm không ạ. Xe miền Nam ở trong kia ra sao ra đến đường tránh Huế thì chỉ có 0 giờ đó thôi để người ta giao hàng. Thì mình cũng phải ra nhận cho đúng lúc đón xe. Mình quay trở lại với cái con đường ở đây. Chỉ là con đường ngắn, con đường tạm cho nên là không có sửa sang. Ở đây là cái chiều hướng từ trung tâm thành phố Huế chạy lên Hương Hồ đấy cả nhà.